Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video này mình sẽ đưa cho các bạn 6 cái mẹo nhé. 6 cái mẹo edit video với phần mềm Filmora 12. Nói chung là mình nghĩ là những cái mẹo này nó sẽ hữu ích cho các bạn, đặc biệt là những các bạn mới sử dụng phần mềm ấy. Ok, hy vọng là mình sẽ liệt kê đủ 6 cái. Bây giờ đi vào phần mềm nhé. Đầu tiên ấy, liên quan đến cái không gian làm việc nhé, thì ở Filmora 12 thì các bạn sẽ có cái cách để các bạn đổi cái không gian làm việc. Ví dụ khi mà bạn tải nó về nhé, thì các bạn sẽ có cái không gian làm việc là default, tức là mặc định. Cái mặc định này thì nó hơi mệt một cái là ở bên này nó có cái phần gọi là thông tin dự án với lại thông tin media. Bạn ấn vào đây thì nó sẽ có cái thông tin ở bên này, thì đôi khi ấy, nó sẽ hơi bị chật. Tức là nó ở bên phải thì nó hơi bị chật. Thì nếu như là để bỏ cái này đi ấy, thì các bạn đổi nó lại thành cái gọi là cổ điển nhé, classic. Để mà đổi cái không gian làm việc ở trong Filmora thì các bạn ấn vào nút này nhé, layout mode này, sau các bạn chọn là classic. Chú ý là ở đây nó có thêm mấy cái này, organize timeline hoặc là short. Ví dụ bạn nào làm short hoặc là làm Instagram, TikTok ấy, thì các bạn có thể đổi sang cái không gian làm việc cho short. Mình thì mình quen làm cái cổ điển này, classic. Ok, đó là cái mẹo thứ nhất, đổi không gian làm việc ở trong Filmora 12. Cái mẹo thứ hai là các bạn đặt cái thông số dự án mặc định. Thông thường ấy, khi mà bạn tạo một cái dự án nhé, dự án mới ở trong Filmora thì nó sẽ có cái thông số dự án, và để bạn đặt cái đó là mặc định, tức là lần sau bạn không cần phải đặt lại nữa ấy, thì các bạn làm như này nhé. Đầu tiên các bạn đi vào tạo một cái dự án file new project. Ví dụ mình sẽ tạo cho một cái dự án là làm YouTube nhé, 169. 169 là tỷ lệ ngang ấy, video ngang. Các bạn ấn vào đây 169. Mình sẽ lưu cái dự án này lại, dự án mẫu 2 chẳng hạn, save. Ok, bây giờ bạn đã có một cái dự án mới, thì để kiểm tra thông số của dự án ấy, các bạn nhấn vào file nhé, sau các bạn chọn là project setting. Trong cái project setting này ấy, thì thứ nhất là các bạn phải chọn tỷ lệ khung hình. Tỷ lệ khung hình là 16:9, sau đó chọn kích thước gọi là resolution. Kích thước thông thường video YouTube của mình làm ấy chỉ có Full HD thôi, 1920x1080. Nhưng mà bạn nào mà làm 4K, 6K ấy, thì các bạn có thể chọn đây nhé. Ví dụ mình có thể chọn 4K 3840x2160 ở chỗ này. Thì mình sẽ chọn là Full HD. Ở dưới này có phần là số khung hình trên giây. Thông thường với vlog hoặc là các video cooking, nấu ăn rồi du lịch các thứ ấy, thì mình sẽ chọn là 24 frame. Cái mặc định của Filmora bình thường ấy, nó là 25 frame nhé, tức là 25 khung hình trên giây. Thì các bạn đổi lại thành 24. Sau khi các bạn đổi tất cả các thứ ok rồi thì các bạn nhấn nút này nhé, Save as default. Tức là nó sẽ lưu cái thông tin dự án này thành mặc định. Lần sau các bạn tạo một cái dự án mới nó sẽ có thông tin như này. Ấn vào đây, Save as default, ấn vào trên. Ok, đó là cái mẹo thứ hai. Thế còn cái mẹo thứ ba liên quan đến xuất bản video YouTube nhé. Thông thường các bạn sau khi các bạn hoàn thành dự án ấy, các bạn muốn xuất bản cái video ra để các bạn up lên YouTube ấy, thì đây là cái cài đặt tối ưu nhé, tối ưu cho các bạn. Ok, ví dụ mình có một cái video như này, đúng không? Đây là cái video và cái dự án của mình là theo cái Full HD 24 khung hình trên giây. Thì khi mà mình ấn xuất bản nhé, mình sẽ ấn vào export. Nhấn vào xuất bản, sau đó bạn chọn tiếp vào phần local, chọn MP4 nhé. Đối với video YouTube hoặc TikTok hoặc Instagram ấy, các bạn cứ chọn MP4. Các bạn đặt tên ở đây, ví dụ dự án linh tinh chẳng hạn, dự án 2 chẳng hạn. Sau đó ở phần preset này nhé, thứ nhất là cái mẹo thứ nhất là các bạn hãy chọn cái preset làm đồng bộ với dự án khi edit. Thì các bạn chọn vào đây, chọn vào cái nút custom này, sau đó bạn chọn là map to project setting. Thì khi đó khi Filmora nó sẽ nhớ cái cài đặt dự án của bạn khi bạn đang edit, và khi bạn xuất ra thì nó sẽ thông số y hệt như cái thông số của dự án. Bên cạnh đó là bạn sẽ ấn vào nút này nhé, nút setting, để bạn tăng cái bitrate nó lên. Ấn vào setting, sau đó bạn chọn tiếp phần bitrate mode này nhé. Bitrate mode này bạn chọn là CBR. CBR là constant ấy, constant bitrate, tức là bitrate cố định ấy. Ấn vào đây, và đối với video là Full HD 1920x1080 thì các bạn nên chọn tối ưu là 20.000 nhé, 20.000 kbps. Đó, sau đó các bạn nhấn vào upload và bạn xuất bản video ra. Thế còn nếu như mà bạn nào mà xuất video 4K nhé, 4K thì các bạn sẽ chọn thông số này y hệt. Bitrate mode bạn vẫn là chọn là CBR, nhưng mà cái phần bitrate này thì các bạn sẽ chọn lên là 40.000 nhé, 40.000 hoặc là 50.000. Ở đây nó có 30.000 hoặc 80.000 thì các bạn có thể chọn vào custom nhé. Đây bạn gõ vào đây này, gõ vào đây 40.000 chẳng hạn. Đó, gõ vào 40.000 nếu như bạn xuất bản là 4K. Bên cạnh đó bạn có thể ấn nút này, Save as preset, tức là
ví dụ mình sẽ đặt lại là 20.000 nhé. Bạn lưu lại thành preset, ví dụ ở đây bạn đặt là preset cho YouTube Full HD chẳng hạn. Preset cho YouTube, ấn vào save. Thì lần sau khi mà các bạn xuất bản video ấy, thì các bạn chỉ chọn chọn cái preset ở chỗ này là preset cho YouTube đây, preset cho YouTube ở chỗ này. Đấy là tạo cái preset. Cuối cùng là bạn đừng quên ấn vào cái nút này nhé, đừng quên check vào cái hộp này nhé. Khi mà bạn check vào cái hộp này ấy, thì lần sau bạn xuất bản ấy, nó sẽ giữ nguyên cái thông số của lần gần nhất các bạn xuất bản. Ok, bây giờ các bạn có thể ấn export để xuất bản video. Ok, đó là cái tip thứ 3 ở trong Filmora 12. Cái tip tiếp theo mà mình muốn chỉ các bạn đấy là cái tip làm sao để chỉnh màu nhiều clip ở trên timeline. Ok, ví dụ mình sẽ có 1, 2, 3 cái clip đúng không? Ba cái clip này ở trên timeline, ví dụ bạn muốn chỉnh màu bình thường ấy, ở các bản Filmora khác ấy là các bạn sẽ phải chỉnh màu từng clip một. Sau bạn kích chuột phải, bạn copy effect ở cái này, bạn dán ra hai cái này. Kích chuột phải, bạn paste effect thì nó sẽ vô tình là nó sẽ copy luôn cả cái phần chỉnh màu và cái mấy cái hiệu ứng các bạn thêm vào trong video. Thì với Filmora 12 thì các bạn có thể chỉnh màu nhiều clip ở trên timeline bằng cái adjustment layer nhé. Rất là đơn giản, các bạn quay trở lại phần media, sau bạn đi tiếp vào phần adjustment layer. Bạn kéo cái adjustment layer này xuống, ví dụ bạn kéo xuống đây. Ở đây nhé, ví dụ mình sẽ, đầu tiên mình sẽ chỉnh cho một clip này. Đây, mình sẽ chỉnh cho một clip này bằng cách là mình kích đúp vào cái adjustment layer này. Sau mình ấn tiếp vào phần color nhé. Trong phần color này, ví dụ mình muốn tăng cái saturation lên chẳng hạn. Tăng saturation này. Sau cái phần nhiệt độ màu này mình giảm đi chẳng hạn. Ok, đây là clip 1 nhé. Clip 1. Đó, sang clip 2. Clip này là clip 2 này, clip này là clip 3. Thì bây giờ nếu mà bạn muốn là cái chỉnh màu cho tất cả các cái clip ở trên timeline ấy, thì bạn chỉ việc kéo dài cái adjustment layer này ra thôi. Đó, thì bây giờ nó là phần này, nó sẽ giống như phần đằng sau rồi. Tất cả đều giống. Ok, đây là một cái ảnh, nhưng mà video thì cũng tương tự như thế. Ok, đó là cái tip chỉnh màu ở trong Filmora 12. Còn cái tip tiếp theo là tạo cái hiệu ứng mở đầu cho video. Thực ra thì có nhiều cách để tạo hiệu ứng mở đầu nhé. Ví dụ, mình sẽ tạo ra cái hiệu ứng gọi là kiểu mở bằng cái viền đen ấy, Cinematic Black Bar gì đấy. Rất là đơn giản nhé. Các bạn sẽ đi tới cái tab Effect nhé. Trong cái Effect này, các bạn chọn tiếp vào Video Effect nhé. Sau bạn kéo xuống đây. Ở phần này nó có phần Opening. Đây, trong cái Opening này. Ấn vào Opening nhé. Xong rồi đợi một tí, nó load mấy cái hiệu ứng. Và bây giờ nó có cái này, Horizontal Open nhé. Các bạn chỉ việc kéo bạn thả nó xuống đây. Kéo bạn thả nó xuống là bạn đã tạo ra được cái hiệu ứng kiểu mở màn bằng cái Black Bar, tức là mở màn bằng cái viền đen. Rất là đơn giản. Ok, để mình render cái timeline, play cho mượt. Ok, đây là cái hiệu ứng mở màn. Rất là hay. Và bạn muốn chỉnh cái hiệu ứng đấy thì các bạn sẽ kích đúp vào cái video. Sau bạn đi tiếp vào phần effect. Trong cái effect này bạn sẽ chỉnh được thời gian nhé. Ở đây nó là 2 giây nhé. Các bạn thích thì các bạn muốn lâu hay nhanh thì bạn có thể kéo cái này nhé. Đó là tạo cái hiệu ứng mở màn cho video. Đó là cái tip thứ 5 ở trong Filmora 12. Còn tip thứ 6 liên quan đến cái việc bạn tạo video nhanh. Nếu như bạn nào mà lười ấy, muốn tạo video nhanh thì các bạn có thể dùng cái Instant Mode ở bên ngoài nhé. Ok, để mình chỉ cho các bạn. Các bạn quay trở lại file, sau các bạn nhấn Return to Startup Window nhé. Save dự án, lưu dự án. Ok, dự án 3. Ấn vào Save. Ok, ngay ở bên ngoài này, nếu như các bạn muốn tạo dự án nhanh, tức là dự án nhanh là các bạn tạo theo cái mẫu sẵn của Filmora 12 nhé, thì các bạn ấn vào cái nút này nhé, gọi là Instant Mode. Các bạn ấn vào đây. Sau đó tiếp theo là các bạn sẽ chọn một cái mẫu. Ví dụ, mình sẽ chọn đại một cái mẫu. Ở bên này nó có rất là nhiều mẫu cho các bạn chọn này. Đấy, romantic, happy, love, business, travel, các kiểu ấy, rất là nhiều. Thì ví dụ mình sẽ chọn một cái travel chẳng hạn. Sau mình chọn cái này nhé. Để chọn thì các bạn ấn vào đây nhé. Ấn vào cái nút này để chọn. Sau đó các bạn sẽ đưa video và ảnh của bạn vào. Bạn ấn vào cái nút dấu cộng này. Mình sẽ ấn đại thôi. Mấy cái video của mình. Ok, 4-5 cái gì đấy. Sau đó nhấn vào open. Rồi, tiếp theo bạn sẽ ấn nút auto create nhé. Tức là tự động tạo video. Ấn vào nút này. Thì bây giờ Filmora nó sẽ dựa vào mấy cái clip của các bạn. Nó sẽ tự tạo, nó thêm hiệu ứng rồi thêm chữ các thứ linh tinh cho các bạn. Ok, như vậy là xong rồi.
Thì các bạn có một cái timeline ở đây, có video này, có các cái hiệu ứng, rồi có title, có tất cả những các thứ linh tinh. Và các bạn có thể tùy chỉnh được nhé. Còn nếu như các bạn không muốn tùy chỉnh ở cái cửa sổ này, các bạn có thể đưa nó vào trong Filmora 12, tức là cửa sổ edit chính ấy, để các bạn chỉnh bằng cách các bạn ấn vào đây nhé, timeline. Thế còn nếu như bạn nào muốn xem chi tiết hơn về cái việc tùy chỉnh ở cái phần Instant Mode này ấy, thì mình sẽ đặt một cái hướng dẫn sử dụng ở ngay bên phải này, tại vì mình có làm rồi. Các bạn ấn vào nút timeline, nó sẽ đưa cái này sang Filmora. Các bạn chọn tiếp là Yes. Ok, đây là cái video mà Filmora nó tạo ra nhé, ở trong timeline, các bạn có thể play. Rất là đơn giản thế thôi. Còn tất nhiên là các bạn có thể chỉnh được những cái này nhé. Các bạn có thể xóa đi, thay thế các thứ linh tinh cũng được. Ok, đó là 6 cái mẹo edit video với Filmora 12. Mình hy vọng là nó hữu ích với các bạn. Nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào ấy thì các bạn có thể comment bên dưới, mình sẽ làm video hướng dẫn trả lời các bạn. Còn nếu như bạn nào muốn mua bản quyền của Filmora nhé, thì nhớ xem thông tin mình đặt dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Goodbye.